Vào rạng sáng nay, cầu bản trên quốc lộ 1A qua địa bàn phường Bình Định, thị xã An Nhơn đã bị nước lũ làm sập mố, chia cắt giao thông trên quốc lộ 1A. Hàng ngàn phương tiện giao thông bị ách tắc kéo dài hàng chục km hai bên cầu bản. Quốc lộ 19 nhiều đoạn bị nước lũ dâng cao sạt lở. Tuyến đường tránh quốc lộ 1A đi qua thị xã An Nhơn cũng bị nước chia cắt. Các phương tiện giao thông không thể di chuyển. Tổ chức phân luồng và dừng toàn bộ phương tiện đi trên quốc lộ 1A lúc 3 giờ sáng. Cho đến trưa nay, nước thượng nguồn đổ về đã làm ngập nhiều khu dân cư trên địa bàn các xã khu đông huyện Tùy Phước. Các phường Bình Định, Nhân Hòa, thị xã Nhân An, nhiều khu cụm dân cư đang bị nước lũ chia cắt. Cho tới chiều tối nay, nước lũ đã khiến hơn chục ngôi nhà bị sập, hơn 94.000 ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm. Chưa khi nào Bình Định phải đối mặt với tình trạng mưa lũ lớn như lần này. Hiện số người thiệt mạng trong đợt lũ này ở Bình Định là nhiều nhất, với 10 người chết và 2 người mất tích. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng đã phải xuống các địa bàn để giúp dân chạy lũ. Nếu trời còn tiếp tục mưa, nước vẫn dâng cao, Bình Định sẽ phải nhờ máy bay trực thăng của quân khu 5 để cứu trợ cho người dân các vùng bị cô lập do mưa lũ. Đưa dân ở những cái vùng sâu, vùng xa, những cái vùng mà bị ngập lụt nặng để mà đi đến các cái nơi an toàn. Và chúng tôi cũng đã làm việc và điều động các cái đơn vị của lực lượng công an, quân sự, biên phòng để mà ứng cứu cho dân, đưa dân ra khỏi các cái vùng ngập lụt sâu. Điều đáng lo ngại hiện nay là 64 hồ thủy lợi đã đầy nước và qua tràn, trong đó có 21 hồ đã bị xuống cấp trầm trọng. Nếu lũ tiếp tục lên sẽ có nguy cơ vỡ đập. Cho đến chiều nay, một số khu vực trong tỉnh Bình Định trời tiếp tục có mưa. Công tác di dời dân và cứu trợ đang khẩn trương được triển khai, nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn nhất hiện nay của tỉnh là các vùng đều bị ngập sâu, nên chỉ có cano mới có thể tiếp cận được vùng lũ. Đây là trận lũ lớn nhất ở Bình Định từ trước tới nay mà người dân ở địa phương này đang phải đối mặt.